Ngoại trừ Bắc miền Trung thì nhiều khu vực khác trên cả nước sẽ có mưa dông trong chiều đến đêm nay. Tây Nguyên và Nam Bộ, Đà Nẵng tới Bình Thuận sẽ mưa nhiều từ chiều đến tối nay, có nơi mưa to đề phòng ngập úng cục bộ cùng lốc sét, gió giật mạnh. Còn tại Bắc Bộ, mưa dông sẽ xuất hiện trong tối và đêm nay ở nhiều tỉnh thành, trong đó vùng núi Trung Du có nơi mưa to đến rất to trên 80mm, nguy cơ cao kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Dạ vâng, và mưa dông sẽ liên tục xuất hiện về chiều tối và đêm ở Bắc Bộ. Vậy thì liệu có thể chấm dứt nắng nóng được không chị Hương Liên? Vâng Hương Thảo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt từ hôm nay nhờ những cơn mưa về chiều tối và đêm. Đồng thời vùng áp thấp phía Tây, nguồn cung nhiệt lượng cũng yếu đi. Thủ đô Hà Nội dự báo nhiệt độ sẽ giảm 3 độ so với hôm qua, cao nhất chiều nay là 34 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ cũng tương tự. Dự báo sáng đến chiều nay trời nắng nhưng không còn gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ở nhiều thành phố, từ vùng núi xuống ven biển và đồng bằng đều không quá 34 độ. Chỉ ít nơi như là Nam Định là còn nắng nóng cục bộ 35 độ. Với miền Trung, hôm nay từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn có nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, cường độ cũng giảm so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, chỉ ít nơi trên 37 độ. Về chiều tối ở Nam miền Trung còn có mưa dông. Nắng cũng là trạng thái chủ đạo của khu vực Tây Nguyên Nam Bộ vào sáng và trưa nay. Nhiệt độ cao nhất phần lớn các thành phố của Tây Nguyên không quá 30 độ. Trong khi đó, Nam Bộ trời nóng hơn, nhiều nơi trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ sẽ là 32-34 độ. Thậm chí là Thủ Dầu Một, Biên Hòa còn nắng nóng 35-36 độ. Chiều đến tối thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa cho cả hai khu vực này. Dạ vâng, và cảm ơn chị Hương Liên với dự báo vừa rồi, và hy vọng với những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp quý vị có thể chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động ngày cuối tuần.